Hôm nay chúng ta lại đến với một từ rất đơn giản, đó là từ cái. Đầu tiên, cái là một trợ từ đứng trước một danh từ đếm được, ví dụ như cái nồi, cái chảo. Ok thầy. Nghĩa số 2, cái là tính từ chỉ giới tính sinh học của động vật hoặc là thực vật, ví dụ con bò cái, bông hoa cái. Dễ. Số 3, cái là trợ từ đứng trước một tên riêng để gọi tên một người nào đó có giới tính là nữ, ví dụ cái Lan, cái Huyền. Nghĩa thứ 4, cái cũng có thể là một trợ từ đứng trước đại từ xưng hô để gọi cả nam lẫn nữ, ví dụ cái thằng đó, cái bà đó. Cái đứng trước một tính từ tạo thành một danh từ, ví dụ cái hay, cái dở, cái đẹp, cái xấu. Nghĩa số 6, cái là một danh từ chỉ người chủ trì một ván bài, ván bạc, ví dụ như là làm cái, nhà cái. Nghĩa số 7, cái là một danh từ để chỉ phần chất rắn trong một món ăn có nước, ví dụ tôi thích ăn phần cái của món này. Nghĩa số 8, cái là tính từ để chỉ một cá thể to nhất cùng loại, ví dụ ngón cái, đũa cái, rễ cái. Nghĩa thứ 9, cái cũng là một danh từ để chỉ phôi, giống tạo ra một số chất chua như là cái mẻ, cái giấm. Nghĩa số 10, cái cũng là một thán từ trong giao tiếp, ví dụ tôi đi ra đây cái, ông giúp tôi cái. Nếu vẫn chưa hiểu, làm ngay bài tập vận dụng là hiểu ngay. Hãy phân tích nghĩa của mỗi từ cái trong đoạn văn sau. Cái bảo nó đi ra đường cái để nhặt rễ cái cải cái. Cái lấy cái nồi, cái đũa, cái nấu canh rễ cải cái. Nấu xong, cái ăn hết cái, thì cái cai đi làm cái về thấy nhưng cái cái không ăn cái canh rễ cái cải.